Ở đây mọi người có thể nhìn thấy là ở đây là chắc là từ trước lúc các bạn không để ý đúng không? Mà có một cái lon nước người ta vứt bừa bãi ở đây. Đó, vẫn rất là bình thường. Nha. Bây giờ mình ấy, sẽ dùng cái năng lực của mình ấy, để làm cho cái lon nước này chạy thành bình thường. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái lon nước ấy. Từ trở lại thành bình thường. Vậy thì bây giờ cái lon nước có phải là trở thành bình thường không? Đây nha, các bạn có thể nhìn nhé. Đây cái nắp đúng không? Nhìn nè. Đây chúng ta có thể mở cái này ra. Bên trong có nước không? Chắc là có đấy.